Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YoFit Channel. Thì hôm nay mình là Trí và Trung, hai đứa mình sẽ cho các bạn thấy được cái bài có tên là Carb Race, có nghĩa là mình tập bắp chuối ha. Thì cái nhóm cơ này thường là sẽ rất hay dễ bị bỏ qua, bởi vì các bạn tập tất cả các bài ở những nhóm cơ lớn hết rồi thì thường tới khúc cuối thì nó lại không kịp giờ, mà mình đã tới giờ phải về hoặc gì đó. Thì cái bài này thường á là mình sẽ khuyên các bạn giống như là tập với lại cẳng tay thì sẽ tập ở set cuối cùng luôn, kiểu như trước khi mình đóng gói mình đồ về, mình sẽ dành cả 5 phút tập liên tục 2 tới 3 set, hạn chế thời gian nghỉ tối đa khoảng 15 tới 20 rep mỗi set ha. Ok, thì Trung sẽ thể hiện cho bạn bài tập bắp chuối này. Đầu tiên mình kiếm một cái vật thể gì đó, nó phải tạo được một cái độ cao của chân và mặt sàn. Rồi, mình sẽ phải nhúng lên để cho bắp chuối nó được căng lên, và sau đó hạ xuống từ từ. Mà mình xuống là mình phải xuống sâu để cho cái rom nó được tốt nhất có thể. Rom càng xa thì cơ bắp nó càng phải phát động nhiều hơn, thì từ đó bắp chuối mình nó sẽ hoạt động như vậy, mình tập nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ok, thì ở bài này có một số cái lưu ý là thường các bạn tập bài này sẽ lên nhúng lên quá nhanh, lên xuống không hề kiểm soát đó, nhúng như vậy á, tại vì thường những ngày cuối quá mệt rồi mình bỏ qua. Rồi, một cái lưu ý thứ hai đó là đi không hết rom, là mình chỉ xuống ngang bằng với lại cái mặt mình đang đứng vậy nè đó, mình chỉ xuống ngang vậy thôi, không đi được tối đa cái rom của nó, như vậy thì rất là uổng ha. Rồi, thì vừa rồi mình vừa chung đã cho các bạn thấy được thế nào là cách tập một cái bài Carb Race, thì cùng một số lưu ý của nó. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho chúng mình một like và subscribe để cho đội ngũ YoFit có thể cho ra nhiều clip hay hơn. Còn nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy comment bên dưới nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.